Đến chiều 10 tháng 1, lực lượng chức năng quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến một cô gái trẻ chết thảm. Theo các nhân chứng, vào chiều cùng ngày, xe máy do một cô gái khoảng 20 tuổi điều khiển chạy trên đường Trần Văn Dầu theo hướng đi từ Long An lên thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực cách giao lộ đường Võ Trần Chí, quận Bình Tân khoảng 50m, thì bất ngờ xảy ra va quẹt với một phương tiện khác chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến cô gái cùng xe máy ngã ra đường. Đúng lúc này, xe tải loại 2,1 tấn chạy cùng chiều vừa trở tới, không kịp xử lý, đã chèn qua người nạn nhân. Ngay khi phát hiện sự việc, tài xế xe tải đã cho dừng phương tiện và vội gọi xe cấp cứu, nhưng cô gái đã tử vong trước khi xe cấp cứu đến. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng. Do ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua đường Trần Văn Dầu ùn tắc nghiêm trọng, người dân phản ánh đường Trần Văn Dầu qua địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh có mật độ phương tiện qua lại đông đúc. Trong khi đó, các phương tiện ô tô, xe máy thường xuyên di chuyển trộn làn với nhau nên rất nguy hiểm. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông thương tâm trên tuyến đường này.